Chào cả nhà, mình là Phong, chuyên phân phối đất nền tái định cư BKMS Chân Thành Bình Phước. Hiện tại Phong đang trên trục đường quốc lộ 14 của thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Thì sau bao ngày giãn cách xã hội, và ngày hôm nay thì đã hoạt động lại nha cả nhà. Lượng xe lưu thông trên đường rất đông nha. Hai bên đường quốc lộ 14 là dân ở đông đúc nha, kinh doanh buôn bán sầm uất luôn. Đây, như cả nhà nhìn thấy hai bên đường đây. Còn bên tay trái của Phong là trung tâm của thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước nha cả nhà. Và ngay bây giờ mình cùng di chuyển vào trung tâm của thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước, và mình di chuyển đến trong phòng công chứng Chân Thành để mình cập nhật tình hình cho cả nhà mình mua đầu tư. Đây, như cả nhà nhìn thấy là đường to đẹp nha, hai bên là cây xanh mắt rượi luôn nha cả nhà. Thì bên Phong là chuyên phân phối đất nền tái định cư BKMS Chân Thành Bình Phước nha cả nhà. Với quy mô là khu tái định cư BKMS Chân Thành Bình Phước là tổng thể là 4.600 hecta, thì trong đó là 50% là đất công nghiệp và 50% là đất ở đô thị nha cả nhà. Quy hoạch là mặt tiền đường rộng 16m nha. Đất thổ cư 100% luôn. Diện tích là 5x30m, mình được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Và hiện tại là bắt đầu cho xây dựng rồi nha cả nhà. Và rất nhiều khách hàng chủ đầu tư đã bắt đầu khai thác xây dựng rồi, như là xây dựng quán ăn nè, quán cà phê nè, quán karaoke, rồi xây dựng tổ hợp nhà hàng khách sạn karaoke Hoàng Gia, siêu thị Đại Thành nha cả nhà. Và trên trục đường D1 thì đang xây các dãy nhà phố thương mại liền kề luôn. Khu này là rất sum luôn nha cả nhà. Và cách trung tâm hành chính thị xã Chân Thành này chỉ có 1,5 km nha, nằm ngay lõi trung tâm của thị xã luôn. Và hiện tại là đường đang lưu chuẩn bị đổ nhựa nha cả nhà. Đây là thời điểm đầu tư lợi nhuận cao nhất luôn, mà giá hiện tại chỉ có 7 triệu đến 11 triệu trên mét vuông, một vị trí cực kỳ tiềm năng luôn. Là kế bên là cách khu công nghiệp BKMS giai đoạn 1 chỉ có 500m thôi. Công nhân là hơn 15.000 công nhân đang sinh sống làm việc tại đây luôn nha cả nhà. Đây, bên tay trái của Phong là văn phòng công chứng Chân Thành nha cả nhà. Hiện tại là văn phòng công chứng đã hoạt động lại rồi nha cả nhà. Cả nhà đầu tư đất nền BKMS Chân Thành Bình Phước, hãy liên hệ ngay cho Phong nha, để mình nắm bắt cơ hội đầu tư nhân 2 nhân 3 giá trị tài sản của mình chỉ sau 1 đến 2 năm đầu tư tại đây nha cả nhà.